hát bài hát ngày xưa, gọi tên em trong đêm mưa buồn, lời hát với tất cả tình yêu anh gửi trao. Mai đây em ra đi xa mãi, em sẽ chẳng đi đâu người ơi, ta bên nhau yêu mãi muôn đời, nhưng số kiếp không cho mình yêu mãi thôi, đành hẹn lại người ơi xin ta kiếp nào. Em đừng đi, em phải đi, anh chờ làm sao? Thái độ gì? Chả thái độ gì cả. Không thái độ gì mà bố tôi gắp cho anh miếng đậu, anh không thèm ăn, bung đũa dậy anh đi. Anh khinh bố tôi đấy à? Khinh khinh cái gì? Biết tao không ăn được mắm tôm rồi, ông lại còn cố tình chơi đểu, ông gắp miếng đậu chấm vào bát mắm tôm, khắm như thế bố ai mà nuốt được, đúng không? Hôm trước thì sao? Hôm nào? Hôm ăn cỗ. Thì làm sao hả? Biết là bố tôi không có răng, anh gắp miếng chân giò, làm ông ấy mút từ đầu bữa đến cuối bữa, không ăn được gì cả, về lại phải pha mì tôm. Đấy, thì sao? Nhưng hôm ấy khác. Khác khác cái gì? Đi vào ăn cơm. Vào ăn cơm. Biết rồi.